Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông. Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông. Không bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái này nó không phải chỉ là cái thời ông Tập Cận Bình này đâu. Ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào? Chứ câu chuyện là thưa các đồng chí, chính vì vậy đó mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta loại trừ, chúng ta phải nói rõ với nhau thế. Chứ tôi nói với các đồng chí là bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo các đồng chí là nó đã có đến con số hàng trăm. Mà hàng trăm không phải chỉ là con số dừng lại hàng trăm. Mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ không phải chỉ trăm. Các đồng chí thế. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa các đồng chí là đầu năm trong hội nghị tổng kết về cái bảo vệ an ninh quốc gia thì cán bộ chủ chốt chúng tôi được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những cái diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị mà có cái mưu toan đó là móc ngoặc cấu kết bên ngoài, do bên ngoài nó móc ngoặc cấu kết và cấu kết bên ngoài để mà lật đổ chống phá chế độ chúng ta. Những cái bộ phận ấy nó làm ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn, cho các cái điểm nóng chính trị mà chúng ta đó, thưa các đồng chí, không thể xem thường một cái nhẹ. Tôi có người đó, sau khi những vấn đề với Trung Quốc nảy sinh, thì báo cáo các đồng chí là tôi xin nói lại là Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống à. Chỉ cố gắng phấn đấu làm sao để họ đừng xấu hơn. Nhé. Chứ bây giờ các đồng chí bảo là đổi Trung Quốc đi, đổi Việt Nam đi cho khác hay đổi Trung Quốc cho khác là không bao giờ có rồi. Vĩnh viễn mãi mãi như thế này. Nó bất hạnh cho dân tộc chúng ta lại sống bên cạnh một cái ông anh mà mức độ lòng tốt nó thấp, cái gen tốt nó thấp, cái gen không tốt nó vượt trội. Báo cáo chi là hiện nay họ đang khống chế chúng mình rất là kinh khủng. Họ vào sâu, rất sâu, hai ông hàng xóm của chúng ta rồi. Ông kia thì trở mặt hoàn toàn rồi. Đây tôi nói ở trong nhà. Nhá. Ông kia là xương máu chúng ta đổ chất đầy. Miệng nó xen xét là đời tôi, con tôi, cháu tôi, gia đình dòng tộc nhà tôi, tổ quốc tôi, đất nước tôi, đời đời mãi mãi trân trọng ghi nhớ biết ơn. Không có Việt Nam, không có tôi. Không có Việt Nam, không có đất nước chúng tôi. Nhưng mà mồm nó nói thế, bên trong nó vẫn móc cái thằng khác nó chơi mình. Cá nhân nó chơi mình thôi đó, thì thưa các đồng chí là cũng còn có thể, nghĩa là chúng ta không dung thứ nhưng cũng còn có thể phải nghiến răng chấp nhận. Nhưng mà nó kéo cả quốc hội vào chống lại mình, kéo cả nhà nước chính phủ vào chống lại. Cái lợi ích cốt lõi nhất của chúng ta trên Biển Đông thì thưa các đồng chí là vì thằng khác nó không chế. Chứ còn cá nhân một mình ông ta đấy cho tiền không dám. Cũng như là cái cuộc chiến biên giới Tây Nam thưa các đồng chí. Nhé. Chấp năm đời Pol Pot nó không dám phát động chiến tranh chống lại chúng mình. Nhưng mà ai, câu chuyện là ai đứng đằng sau, ai hả hơi, ai tiếp sức, ai cổ vũ, ai động viên, ai định hướng, ai xúi dục. Câu chuyện như vậy. Và một cái người em, người anh em ruột của chúng ta, lâu nay thì thưa các đồng chí là chúng ta vẫn nói là anh em. Bây giờ nó trở chứng, nó hỏi lại thì anh em thì ai là anh, ai là em? Hả? Câu hỏi tưởng chừng, ví dụ Việt Nam mình thì
cứ thằng nào đẻ trước thấy mặt trời trước, đúng không? Anh còn mày dưới là chú, phải không? Chú em. Nó rõ như thế, nó minh bạch như thế. Thì lâu nay mình nước lớn hơn họ, thì không có nghĩa là mình nói là tao anh mày em. Bây giờ nó hỏi ngược lại, có khi trong 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 đầu mình, trong suy nghĩ trong mình, tình cảm mình nghĩ là tao anh mày em. Bây giờ nó hỏi ngược lại thì ông nào là anh, nào là em? Nếu gọi là anh em thì ai là anh, ai là em? Hả? Tôi nói với các đồng chí đây, tôi nói mở ngoặc riêng đây các đồng chí, tôi nói rất thật là bây giờ mừng vô cùng các đồng chí ạ. Đại hội 12 đảng ta mới bừng tỉnh, mới ghi vào trong nghị quyết của mình là mọi chủ trương đường lối đối ngoại của chúng ta đều phải lấy lợi ích dân tộc làm trọng và đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc. Bây giờ mà các bố mới đây nói trong nhà các bố mới té ngửa là như thế là chết cha chúng mình mấy đời. Mà cái này thì cũng không trách ai được, là bởi vì thưa các đồng chí là trên thế giới này tôi không biết nhiều, nhưng tôi dám khẳng định với các đồng chí, dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc mà chơi với bạn ấy, tốt đến mức là còn cái quần xà lọn cũng chơi. Không ai chơi với bạn tốt hơn chúng mình. Thậm chí tốt đến cái mức là sẵn sàng biếu không tặng không bạn một bà vợ của mình. Mẹ chơi tốt đến thế là cùng chứ còn gì tốt hơn. Tất nhiên là lão ấy hồi ông hai ba vợ ông mới tặng được một bà. Chứ chúng tôi bây giờ có bà mà tặng thì chết. Chơi bạn tốt đến như thế. Hả? Thưa các ông chí, cái câu chuyện Lưu Bình Dương lẽ mà ông chả mang hẳn bà vợ ông tặng ông bạn. Tặng không ông bạn, bà vợ là còn cho tiền đem theo nữa mà. Thì Việt Nam của chúng ta là cái tốt với bạn cũng xuất phát từ lịch sử truyền thống. Đó. Tôi xin lỗi các đồng chí là cái gì chúng mình cũng có cái truyền thống của lịch sử cả mà chúng mình dựa vào tổ tiên ông bà chúng mình làm đến đất nước Giang Sơn bây giờ. Thì cái điểm mạnh mình khai thác là đã đành rồi. Nhưng mà cũng có những cái điểm mình không mạnh, mình vẫn từ đấy. Đó. Mình vẫn từ đấy. Cho nên là bây giờ đây tôi nói xa hơn như thế về Trung Quốc, các đồng chí biết là họ cái sức ép rất kỳ gớm. Mà bây giờ nó không chơi cái luật kinh tế thị trường, mạnh về gạo, bạo về tiền thôi. Tất cả đều thắng. Nó nhá phát ông Philippines là gần như quay 180 độ với cái cũ rồi. Câu chuyện là tiền. Cho nên các đồng chí phải nhớ là nếu chúng ta để cho đất nước ở trong một cái nấc cứ lùng bùng thế này mãi mãi trong đói nghèo thì các cụ nhà mình dạy rất rõ nghèo là hèn thôi. Hả? Tôi nói là cơ thể lúc nãy tôi muốn lưu ý các đồng chí đấy. Nếu bây giờ thu nhập đầu người của chúng ta mà độ khoảng chừng 20-30 ngàn đô nha, đồ chơi trong nhà chúng mình có nhấn một phát là nó biết chúng mình là ai, thì thưa các đồng chí là ba cái vụ điểm nóng này không có nhằm nhè gì mà phải quan tâm lo ngại nhiều. Câu chuyện nó là như vậy. Hả? Câu chuyện mà nếu mà chúng mình thôi thì mình đây là nói ngoài lề để các ông chị nghe. Nếu bây giờ chúng mình có quy công nghệ cao mà nhấn một phát là chúng mày biết lễ độ là gì. Hôm qua trên đường đến đây tôi đọc cái thông tin về Nga đấy. Báo cáo đồng chí là Nga bây giờ sản xuất ra một loại tên lửa mang đầu đạn hủy diệt lớn chưa từng có trong lịch sử loài người. Tốc độ bay 24.500 km/h. Chưa một cái loại tên lửa nào mà có tốc độ bay nhanh như vậy. Và ưu điểm của nó là gì? Một là tốc độ rất nhanh. Hai là các tên lửa của đối phương, các phương tiện công nghệ kỹ thuật đối phương không có khả năng phát hiện được. Và ba là mức độ hủy diệt, báo cáo đồng chí là gấp mấy ngàn, mấy chục ngàn lần cái quả bom nguyên tử. Ví dụ như người ta viết trên báo là nếu bắn một phát đó, thì toàn bộ New York là bị hủy diệt 3/4. Nếu bắn một quả là 3/4 bị hủy diệt. Vì sao mà Nga phải tiết lộ cái thông tin này, thông tin cơ mật này? Là bởi vì Mỹ đang ép Nga rất là quyết liệt xung quanh cái vụ Ukraine và cái vụ mà Syria. Cho nên á, Nga phải móc đồ chơi ra. Công khai hóa cho mày biết. Mày ngon thì mày cứ đụng đi. Thì nếu mà nó
nói trộm vía mà các cụ nhà mình hồi xưa mà lại là khá khá một chút, mà chuẩn bị chúng mình ha có được một cái góc như thế thì bây giờ là con cháu mày nóng thế này chứ nóng nữa tao cũng dội nước cho mày là nguội tươi. Nhưng mà câu chuyện là chúng ta không có cái đó, cho nên là chúng tôi đang tập trung nghiên cứu đó, báo cáo ông chí là bảo vệ Tổ quốc, nói là độc lập. Bây giờ hiểu thuật ngữ độc lập là gì hả? Độc lập là độc lập thế nào? Cho nên là về sau này càng lớn lên càng đọc học nghiên cứu đó, tôi mới thấm vô cùng cái câu nói của bác Võ Văn Kiệt. Bác nói là khi nào mà đảng ta thật sự độc lập được về đường lối thì bây giờ đất nước có những chuyển biến tích cực. Trên thân phận của một nước yếu hả? Thế thì có người nói là bây giờ là trong tình hình như vậy thì thôi theo cha nước Mỹ đi, sao để giải quyết vấn đề Biển Đông. Tôi xin lỗi các đồng chí là thay bằng vào cái hang hùm thì sang hang cọp, xui nhau thế. Câu chuyện là chúng ta phải độc lập và hiểu cái thuật ngữ độc lập thế nào trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta nghiêng về bất cứ chỗ nào đó, thưa các đồng chí, cũng được thất bại. Cho nên bây giờ đó, tôi nói ý thứ hai là họ gây sức ép với chúng ta. Nếu mà chúng ta ngoan ngoãn mà đi theo sự chỉ bảo của họ, không? Thì đó, chúng ta có cơ may là ổn định bình yên. Còn nếu mà chúng ta không đi theo quỹ đạo của họ thì lập tức là bắt đầu nổi lên những điểm nóng. Tôi lấy ví dụ như vấn đề tôn giáo này, vấn đề dân tộc này, vấn đề dân chủ nhân quyền này, Mỹ luôn luôn sử dụng như là một công cụ phương tiện để mà gây sức ép. Đó, ở các nước khác nó đánh bằng vũ lực, bây giờ đánh ta không được rồi thì nó dùng những công cụ phương tiện này để nó gây sức ép với chúng ta. Tôi kể câu chuyện như này để các ông chí thấy là mưu đồ của họ thế nào. Ông đại sứ quán mới của Mỹ đó, trước khi sang nhận chức thì có đến thăm xã giao Bộ Công an của chúng tôi, mà cụ thể là thăm đồng chí Tô Lâm. Lúc bây giờ anh là Thứ trưởng Phụ trách An ninh của đất nước ta. Khi đến nói chuyện với anh thì anh khuyên ông ấy là ngài sang làm đại sứ lần này thì đừng đi theo vết xe đổ mà những người tiền nhiệm của ngài đã từng đi. Các ông đại sứ quán trước sang Việt Nam làm gì các đồng chí? Nó chủ tâm là đi móc ráp các phần tử bất mãn, các phần tử cơ hội chính trị có quan điểm khác lạ chống đối chúng ta, để làm gì đấy? Nó sâu chuỗi cái lũ này lại thành một lực lượng gây sức ép với chúng mình. Nó đi đến các cái vùng đồng bào dân tộc, nó cho người đến thông qua các cái tổ chức từ thiện mà chúng ta gọi là ngo đấy các đồng chí, để nó đến nó thâm nhập, nó móc ráp, nó xây dựng, nó nhen nhóm cơ sở, cũng là những cái phần tử bất mãn chống đối và một bộ phận người dân không nhận thức được, không thấy rõ được cái thâm địa độc ác nham hiểm của họ. Cho tiền, tạo điều kiện hỗ trợ, kể cả cái việc tung hô về mặt chính trị xã hội để mà thu phục lôi kéo họ, rồi gặp gỡ các cái tín đồ, các loại công giáo, các loại giáo hội, các loại tôn giáo khác nhau để mà kích hoạt, để mà tập hợp quy tụ lực lượng. Thế nếu mà chúng ta mà mạnh, quan hệ chúng ta họ mà tốt thì đó lực lượng này nó đứng im, nó ngồi tại chỗ. Còn quan hệ chúng ta mà với họ mà có vấn đề gì đấy trục trặc, mục tiêu đặt ra, ý đồ mà họ không đạt được, nhất định họ dùng lực lượng này làm cái ngòi nổ xung kích, gây ra cái điểm nóng trong lại chúng ta. Cho nên vì vậy đó mà đồng chí Tô Lâm là cảnh báo các ông đại sứ này là ngài không được phép nha đi theo những cái vết xe đổ mà những người tiền nhiệm của ngài đã từng đi. Các đồng chí biết lão ta ứng xử thế nào không? Ông ta cười rất tươi, cảm ơn đồng chí Tô Lâm, và ông ta nói với đồng chí Tô Lâm là vâng thưa ngài, tôi nhất định lần này sẽ không đi theo vết xe đổ mà những người tiền nhiệm của tôi đã từng đi, bởi vì con đường mà chúng tôi đã từng đi chỉ dẫn nước Mỹ đến thất bại. Khẳng định như vậy các bạn chứ. Cho nên sứ mệnh của tôi, nhiệm vụ của tôi, trọng trách của tôi lần này sang Việt Nam là phải tìm mọi cách để hàn gắn
để nâng cấp cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ, định hướng sang một cái trang mới. Trong đó đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm chú ý đến cái việc tạo điều kiện cho tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Mỹ gắn kết với nhau, quan hệ với nhau, cho phép mở rộng để có rất nhiều thanh niên Việt Nam sang Mỹ du học tại các trường đại học của Mỹ. Và mong muốn chân thành của chúng tôi là những cái gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai, nó sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ. Thưa các đồng chí, một cuộc tuyên chiến rất sòng phẳng rõ ràng. Cái gì thế hệ người Mỹ bây giờ không làm được thì thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai nó kỳ vọng là con cháu chúng ta sẽ làm được điều đó, đúng không? Mà tôi xin thưa các đồng chí là nó họ chuẩn bị hết rồi. Họ đang chuẩn bị từ bây giờ. Họ chuẩn bị rất công phu, rất bài bản. Mà nếu chúng ta không biết trước ứng phó thì câu chuyện, thưa các đồng chí, bây giờ về mặt chiến lược, Mỹ mong muốn đến vô cùng có một Việt Nam nằm trong quỹ đạo liên minh của Mỹ để đảm nhận sứ mệnh xoay trục châu Á mà Mỹ đang triển khai. Thưa các đồng chí, là lâu nay chúng ta thấy rất rõ quan hệ Việt Nam và Nhật là quan hệ tốt, đặc biệt tốt. Chúng ta không những là xác lập đối tác chiến lược mà chiến lược toàn diện, không những là toàn diện mà còn toàn diện sâu rộng, không những sâu rộng mà phải thiết thực, hiệu quả. Nghĩa là ngôn ngữ đó, trong quan hệ đó, những gì tốt nhất là chúng ta dùng cả rồi. Không có cái từ nào tốt hơn mà chúng ta không dùng trong quan hệ Việt Nam và Nhật Bản. Và trên thực tế, bạn cũng đã phối hợp với chúng ta một cách rất nhiệt tâm, chân thành và có hiệu quả trên nhiều phương diện. Trong đó, kể cả lĩnh vực ở bên trong an ninh quốc phòng của chúng ta. Đấy, xin nói cần khi như thế. Nhưng mà câu chuyện là, thưa các ông chí, nước Nhật là ai? Câu chuyện mà chúng ta phải trả lời, nước Nhật là ai? Nước Nhật là nước Mỹ thứ hai ở châu Á. Mỹ bây giờ vào Việt Nam mà như giờ nó khó lắm, bởi vì nói vậy thì nói chứ lòng người chưa phải lúc nào cũng là là yên bình khi đón Mỹ chứ Mỹ đâu. Mặc dù bây giờ thái độ của Mỹ khác, nhưng không phải Mỹ vào Việt Nam như Nhật Bản được. Như Nhật Bản được. Về mặt chiến lược chúng ta phải nhận ra cái điều ấy. Bây giờ chúng ta cần có Mỹ không? Chúng ta rất cần, các ông chị. Nha. Chúng ta rất cần. Báo với các đồng chí là tôi nói trong phạm vi rất là hẹp để các ông chí biết nhé. Bây giờ các ông cứ ghi mà các ông đặt này mà nhiều người nghe là tôi không dám nói. Tôi nói một thông tin. Một thông tin. Các đồng chí theo dõi đến báo chí, các đồng chí biết hết rồi. Trung Quốc rất hung hăng sau khi mà tòa trọng tài tuyên án về cái phán quyết tranh chấp ở Biển Đông. Và Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ dự định để chiếm cái bài cạn ngay tức khắc. Và họ cũng cơi nới mở rộng như đã cơi nới mở rộng ở chúng ta, ở trong phạm vi của chúng ta. Thậm chí là họ còn tính đến cái việc ngay lập tức tuyên bố cấm vùng, thiết lập vùng cấm bay. Ngay lập tức là sẽ đánh chiếm một số mục tiêu khác để giàn mặt. Trong đó không loại trừ là có Việt Nam. Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng mà họ biết được một cái thông tin ấy, là thưa các đồng chí, 15 phút nếu Trung Quốc tuyên bố toàn bộ 7 cái đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lập tức sẽ trở thành bình địa ngay tức. Lập tức nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Nó bị xóa tên trên cái bản đồ quân sự chính trị của Trung Quốc. Trung Quốc thay đổi thái độ ngay. Đó. Cho nên bây giờ đó, họ rất ngại là chúng ta ngã về đâu, nghiêng về đâu. Họ ngại vô cùng. Đó. Cho nên các đồng chí thấy là trước khi đồng chí Tổng Bí thư chúng ta sang thăm Hoa Kỳ là đó, họ mau chóng phải mời Tổng Bí thư chúng ta sang thăm Trung Quốc.
đầu là nó không mời đâu, nó chưa mời đâu. Nó còn lắng nghe, còn theo dõi, còn đắn đo, còn cân nhắc, còn xem xét chán. Báo các ông chí lại đây, tôi nói mở rộng thêm các ông chí nghe để chúng ta nói cái nguyên. Các đồng chí phải hiểu thật sâu cái nguyên bên bên ngoài, bên trong. Thì mới thấy được tình đất nước và mới giải quyết được các cái điều nóng chính trị, xã hội. Kể cả là an ninh tôn giáo bây giờ. Báo các ông chí là nước Mỹ đấy, tức là Trung Quốc, họ không dự đoán hết được. Là bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ nước Mỹ đấy là mời một cái nguyên thủ cộng sản nào sang thăm Mỹ. Lịch sử nước Mỹ chưa từng có. Kể từ khi có chủ nghĩa xã hội đến bây giờ, Liên Xô hùng mạnh như vậy, Trung Quốc hùng mạnh như vậy, nó cũng không mời ai. Cho nên Trung Quốc nó rất nhạy. Ông mới chuyển sang một cái xuống nhất thể, bởi vì ông muốn chơi Mỹ mà. Trung Quốc tôi không có thời gian nói sâu các ông chí. Nếu mà có chuyện này xin lỗi bởi tú, tôi sẽ nói thật sâu các ông chí nghe cái chuyện Trung Quốc họ đi đêm như thế. Trung Quốc rất cần Mỹ. Mà tôi nói thật với ông chí là cái cải cách đổi mới của Trung Quốc thành công như hôm nay có một phần Trung Quốc dựa vào Mỹ. Dựa rất quan trọng, bởi vì công nghệ ở đâu, tiền ở đâu, thị trường ở đâu. Nếu mà không có Mỹ hả hơi tiếp sức. Chuyện đánh Việt Nam là nằm trong cái chiêu kế mà Đặng Tiểu Bình thời bây giờ nó chọn để nó có được Mỹ. Nói như vậy thì các ông chí thấy. Thế thì nó biết như thế. Nó biết rằng là trong lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ và không bao giờ mời Tổng Bí Thư. Mà có mời đó thì sang cũng là không thể đón tiếp theo nghi thức quy định của nhà nước Mỹ đó. Nhưng mà bây giờ thì các ông chí tình báo thì nó cán xen vào nhau, nó biết thôi. Các ông chí hình dung là lần đầu tiên trong lịch sử của loài người, của chủ nghĩa xã hội, từ khi có nước Mỹ, mời đồng chí Tổng Bí Thư của chúng ta sang, không phải với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, là lãnh tụ một đảng, nhưng mà nước Mỹ chấp nhận đón đồng chí Tổng Bí Thư theo đúng nghi thức của một nguyên thủ quốc gia cấp cao. Đấy là cái tiêu chí thứ nhất. Tiêu chí thứ hai là, thưa các đồng chí, đồng ý tiếp rồi, nhưng mà câu chuyện là tiếp ở đâu, tiếp ở chỗ nào. Tôi nói cái câu chuyện Mỹ đấy để tôi muốn minh chứng các đồng chí là những cái điểm nóng ở trong nước chúng ta nó có những nguyên nhân từ bên ngoài, và tôi thông qua cái việc này đấy, bằng thực tiễn đấy, tôi mới phân tích để các đồng chí thấy là đảng ta giải quyết cái điểm nóng trong nước bằng cái việc mà ứng xử bên ngoài như thế nào, để các đồng chí thấy không, thấy cái cách thức của chúng ta, phương thức chúng ta, đảng ta ứng xử giải quyết là rất tuyệt vời. Tôi xin trình bày tiếp với các đồng chí là khi mà Mỹ thỏa thuận mời đồng chí Tổng Bí Thư của chúng ta sang, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải khẳng định đây là một cái việc làm có thể nói là có ý nghĩa lịch sử, mà như đồng chí Tổng Bí Thư kết luận là Mỹ chưa mời ai bao giờ trong toàn bộ lịch sử của nước Mỹ. Và sau khi đồng ý mời với một cái nghi thức tiếp như là tiếp một nguyên thủ cấp quốc gia, nghi thức cao nhất, thì câu chuyện là bây giờ tiếp ở đâu. Lúc đầu thì họ nói chúng ta là họ phải tiếp ở một cái chỗ khác, không phải là Nhà Trắng. Nhưng mà Bộ Ngoại giao chúng ta đặt ra là không, đã tiếp với nghi thức cao nhất là phải tiếp ở Nhà Trắng, chứ không tiếp ở đâu. Mà các ông chỉ biết là Nhà Trắng là cái nơi đó mà nước Mỹ chỉ dành để tổ chức sự kiện lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ thôi. Đó. Và như vậy tiếp đồng chí Tổng Bí Thư của chúng ta tại cái tòa Bạch Ốc, tức là tiếp ở một cái nơi diễn ra những sự kiện quan trọng bậc nhất của nước Mỹ. Thế sau khi đồng ý tiếp đồng chí Tổng Bí Thư ở tòa Bạch Ốc rồi, thì câu chuyện phía tiếp theo là vậy thì đó là tiếp xong thì ra thông cáo chung hay là ra tuyên bố chung. Phía Mỹ đó, nó hạ một cấp, nó bảo chỉ thông cáo thôi. Thông cáo chung chứ không có tuyên bố chung giữa hai nước. Thế thì ta đó là kiên quyết không đồng ý. Nếu mà chúng tôi đến đó, bàn luận với nước Mỹ những vấn đề căn cơ nhá,
cả quốc tế, cả những vấn đề quan điểm của Việt Nam và Mỹ về những vấn đề quốc tế, lẫn quan điểm của Việt Nam và Mỹ về vấn đề quan hệ song phương là phải ra tuyên bố chung. Thì tôi bí mật nói các ông chí là trong cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đấy, thì các ông chí thấy là người ta nói đến một cái bông hoa hồng đằng sau Tổng thống Mỹ với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ là người gốc Việt Nam. Thì anh em mình mới nói chuyện là cái con mẹ này nó được giao đó là chuẩn bị cái tuyên bố chung giữa ta và Hoa Kỳ. Trong quá trình mà chuẩn bị thì thưa các đồng chí là anh em mình tìm mọi cách tiếp cận để cố gắng khai thác cái yếu tố Việt Nam, để cho những cái ngôn ngữ khái niệm ở trong cái bản tuyên bố chung này làm sao nó mềm mại, duyên dáng, có lợi chúng ta nhất. Thì các ông chí thấy là cả trong quá trình mình chuẩn bị đấy, cô ta làm việc với các cái cơ quan chức năng của Việt Nam không hề nói một câu tiếng Việt này, nói tiếng Anh không. Nhưng mà sau khi chuẩn bị xong, đôi bên ký tắt rồi, ký tắt tức là về nguyên tắc là xong rồi, các ông chị ra hai ông kia ký là chính thức thôi, chứ còn công tác chuẩn bị thì từ bên trong. Thì cô ta mới nói một câu tiếng Việt, nói rành rọt như Việt Nam, là bởi vì người Việt Nam ấy, nó rất chuẩn tiếng Nam Bộ chúng mình. Nói với anh em mình là tôi chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là phục vụ vô điều kiện lợi ích của nước Mỹ. Nói bằng tiếng Việt. Đau như thế không chứ. Một khi mà người ta đã từ bỏ, người ta đã phản bội rồi, thì câu chuyện ở bên phía đằng sau là cực kỳ nguy hại. Thế thưa các đồng chí là trong tuyên bố chung ấy thì có rất nhiều điểm mà sau này nếu có thời gian thì phân tích các đồng chí nghe, nhưng mà phải nói rằng là rất có lợi cho chúng ta. Bây giờ báo cáo ông chí là trong năm nước thường trực Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc thì ta đã bình thường hóa quan hệ và đã ngồi ở mâm trên rồi. Hồi xưa là ở trên họ ngồi trên, mình ngồi dưới thôi ông chí ạ. Bây giờ là mình ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc, ngồi mâm trên mâm cao. Mà cũng phải nói thật là thời của các cụ thì không bao giờ có thể mơ ước được cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta thế hệ đi sau, con cháu làm được cái việc rất vĩ đại như vậy. Thế mà sau khi mà thỏa thuận đồng ý là tuyên bố chung, thì vấn đề phía sau là thế thì chiêu đãi đoàn ta là chiêu đãi ở đâu. Thì thưa các đồng chí là ta cũng phải ra tối hậu thư phía Hoa Kỳ là phải chiêu đãi ta ở cái nơi trọng thể nhất mà nước Mỹ đã từng chiêu đãi các nguyên thủ các quốc gia khác, ta mới chịu. Và sau bốn cái tiêu chí mà ta ra điều kiện, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý chấp thuận với ta rồi, thì có một cái đề nghị thứ năm là Tổng thống Barack Obama của Mỹ phải sang thăm đáp lễ chuyến đi này của Tổng bí thư ta. Thì báo cáo ông chí là ông đồng ý, nhưng mà ông lại nêu ra một cái lịch trình của ông là ông ấy sang G7 trước, ở Nhật trước, rồi xong G7 ông mới đi sang Việt Nam. Ta cũng đặt điều kiện với Hoa Kỳ là không, ông phải sang thăm Việt Nam trước, rồi từ Việt Nam ông mới đi đến G7, ông đi về. Chứ chúng tôi không chấp nhận ông đến G7 trước ông mới đi sang Việt Nam. Nghĩa là chuyến thăm sang Việt Nam đáp lễ Tổng bí thư của chúng ta phải là chuyến thăm chính thức, danh chính ngôn thuận, chứ không có cái kết hợp tay đôi tay ba gì đây cả. Tôi muốn nói với các đồng chí như vậy để thấy là gì? Thế là cái thế của ta bây giờ với Mỹ là một thế hoàn toàn khác. Vì sao mà chúng ta có được một thế khác như vậy đối với Mỹ? Một là Mỹ vô cùng cần chúng ta. Hai là trong các cái nhân tố mà Mỹ phân tích về Việt Nam ấy, thì Mỹ cũng thấy rất rõ không có một đảng phái chính trị nào có thể lãnh đạo quản lý đất nước bằng Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên hôm qua trong cái thông cáo về chuyến đi của đồng chí Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đấy, nước Mỹ nói rất rõ là quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là một kênh quan hệ quan trọng của Bộ Ngoại giao Mỹ, của nước Mỹ. Câu chuyện là như vậy không? Câu chuyện là người ta biết rất rõ là dùng vũ lực để mà đánh chúng mình không được, không ổn, không thu phục chúng mình. Dùng bao vây cấm vận cũng không thể mà khống chế đè bạc chúng mình rồi. Bây giờ Mỹ phải tìm một phương thức khác, cách khác. Hả? Lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ, tạo mọi điều kiện để Việt Nam đó
là cùng chung đội hình với Mỹ để mà chống lại Trung Quốc. Báo cáo chí là họ cũng biết rất rõ là chỉ có Việt Nam mới có thể chống lại được Trung Quốc thôi. Lịch sử 23 cuộc chiến tranh mà dân tộc Việt Nam phải đối đầu, có 21 cuộc chiến tranh chúng ta phải đối đầu với Trung Quốc rồi. Chưa bao giờ Trung Quốc thắng được Việt Nam. Kể cả cái việc Trung Quốc có mặt đô hộ đất nước này, dân tộc này 1.000 năm cũng vẫn không thể thắng được.